ruộng đây người ta thu hoạch xong rồi cái rơm người ta bỏ đó, rồi ai muốn lấy thì lấy, còn không thì không ai lấy thì người ta đốt đồng. Này ta đang xử cá rồi con. Nắng gì nào quay hình đẹp. Con tránh tránh qua bên cho bả đi. Xong hết rồi, hết hàng rồi.
Mấy con lọ này là cái lọ này nước không đốt. Không đốt tươi. Mình luộc cay quá ai. Dạ. À, mà cay luôn mà. Dạ. Thôi bà ai chờ anh tới giờ nè. Ông anh chui ta thoát, anh chui tính nhà chọn ta. Ừ, anh thật là mà cay luôn anh tính nôn bà ai mà. Để mất cay ông ơi. Thì phải nó phi mà. Dạ. Này nước không nốt nha bà con. Sĩ ố không sĩ? Từ mưa thức thân áo chọc dưỡng. Mấy cái bình này là bình nước sốt nốt nha bà con. Tô này là bán là quen quá rồi. Thôi đi lụm củi vậy.
trong làng này. Bọn này ổng nước xe bò ổng chở mấy tận dây lan về, tận khoai lang về với cho bò là nuôi dê, từ là nuôi khoai lang mà khoai cho dê. Giờ mọi người khoe tới ít người là nuôi dê lắm, là nuôi bò. Là người ta để nó móc cua ra, còn người cứu là người ta để nó đào nó ra. Không có dẫn mấy chó đi nữa là để người trường hợp để bắt chuột. Khi người ta gặp chuột con chó nó giúp nó bắt. Núi đó núi cấm, ở đây có mấy nguyên bài cò, họ có vịt đó, nó ăn chung với mấy vịt, cái này vịt nhỏ nhỏ, vịt tơi. Oh, you get.